Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 5 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm nay, hơn 11.000 thí sinh khối lớp 9 trung học cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018. 42 hộ dân ở huyện Phù Cừ tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trên đất 03. Trên 800 hộ dân xã Nghĩa Trụ chuyển đổi sai mục đích đất nông nghiệp. Thực trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh. Cô giáo Minh trường mầm non Trung Nghĩa yêu nghề Bến Tre đạt nhiều thành tích trong giảng dạy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dân vận cấp cơ sở. Đến dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Lớp học được tổ chức từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2017. Đối tượng tham gia là 181 cán bộ chủ chốt dân vận cấp cơ sở, các huyện ủy, thành ủy, xã, phường, thị trấn. Tại đây, nhiều chuyên đề quan trọng được đưa ra trao đổi như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Thông qua lớp học, học viên được nâng cao nhận thức về hệ thống chính trị, những vấn đề cơ bản của công tác dân vận trong thời kỳ mới, từ đó vận dụng hữu ích vào thực hiện nhiệm vụ dân vận tại cơ sở. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đề nghị ban chỉ đạo lớp học căn cứ vào chương trình để thực hiện các nội dung cho đúng, cho tốt. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đảm bảo những điều kiện tối thiểu cho học viên, các giảng viên bám vào nội dung chương trình, liên hệ với thực tiễn trên địa bàn tỉnh để tham gia trao đổi tại lớp học. Học viên cần thu xếp công việc thời gian nghiêm túc trong học tập. Hôm nay, gần 11.900 thí sinh ở 25 hội đồng thi trên địa bàn tỉnh đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018. Ngày thi đầu tiên, các em đã hoàn thành hai bài thi môn văn và môn toán với thời lượng lần lượt là 120 phút và 90 phút. Bài thi môn văn được làm theo hình thức tự luận. Bài thi môn toán được làm theo cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, các đề thi bám sát chương trình trung học cơ sở, trong đó có câu hỏi có tính chất phân loại học sinh. Hầu hết các thí sinh đã hoàn thành bài thi với tâm trạng phấn khởi tự tin. Qua kiểm tra, các hội đồng thi đều thực hiện nghiêm công tác phổ biến quy chế tới giám thị và học sinh trước kỳ thi và trước mỗi buổi thi, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương đảm bảo an ninh khu vực thi. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng cay gắt, các phòng thi đều được bố trí đầy đủ ánh sáng, quạt mát và nước uống. Các hội đồng thi đều bố trí nhân viên y tế để xử lý các tình huống xấu do nắng nóng gây ra. Kết thúc ngày thi đầu tiên, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Toàn tỉnh có 193 thí sinh vắng mặt, chủ yếu do các em đã đỗ trong kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Sáng ngày 6 tháng 6, các em sẽ làm bài thi tổng hợp với hình thức thi trắc nghiệm thời gian thi 90 phút. Tiếp tục kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14, hôm nay, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Theo báo cáo, trung bình mỗi năm có 168 vụ với hơn 5.000 người mắc và hơn 27 người chết do ngộ độc thực phẩm. Giai đoạn 2011-2016 đã ghi nhận 7 bệnh truyền qua thực phẩm, làm hơn 4 triệu người mắc bệnh, khiến 123 người chết. Bệnh ung thư mỗi năm khiến 70.000 người chết và hơn 200.000 ca phát hiện mới. Trong đó, có một phần nguyên nhân từ sử dụng thực phẩm không an toàn. Thảo luận về vấn đề này, đa số các đại biểu Quốc hội đều cho rằng mất an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối và khiến nhiều người dân lo lắng. Trong khi đó, chế tài xử lý chưa nghiêm khiến việc vi phạm xảy ra tràn lan. Đặc biệt, các đại biểu Quốc hội cho biết khi xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm, người dân không biết phải báo ở đâu hoặc có biết
thì thủ tục cũng rất phức tạp. Vì vậy, cần tăng cường mở các đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về mất an toàn thực phẩm và có khen thưởng cho người báo tin. Ngoài ra, đại biểu cho biết, việc quản lý thức ăn đường phố còn nhiều bất cập khó kiểm soát. Trong khi đó, số lượng kinh doanh theo kiểu này chiếm số lượng không nhỏ ở khắp mọi nơi, nhưng công tác thanh tra kiểm tra và xử lý không thường xuyên, tái phạm nhiều. Về việc sản xuất kinh doanh rượu bia, nước giải khát, các đại biểu cho rằng, các nơi sản xuất rượu lậu, rượu kém chất lượng có rất nhiều ở các địa phương, gây ra nhiều vụ ngộ độc, hôn mê sâu. Trong 3 tháng qua, tại Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hơn 30 trường hợp và 9 người đã tử vong vì rượu kém chất lượng. Do vậy, cử tri yêu cầu các cơ quan quản lý siết chặt về việc sản xuất và kinh doanh rượu, nâng mức xử phạt và xử lý hình sự. Trong phiên thảo luận buổi chiều, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia ý kiến về hai nội dung. Thứ nhất, về công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, cần có biện pháp mạnh hơn, cần thiết phải xử lý hình sự để tăng hiệu quả ngăn ngừa, răn đe. Thứ hai, đại biểu kiến nghị cần sớm ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia để chống tình trạng lạm dụng rượu bia tràn lan như hiện nay. Phù Cừ là địa phương có nhiều điểm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của tỉnh. Thời gian gần đây, nhờ sự tích cực tuyên truyền vận động của chính quyền các xã, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm. Toàn huyện có 42 hộ tự nguyện tháo dỡ nhà, nhà tạm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tiêu biểu là xã Tống Phan 10 trường hợp, xã Quang Hưng 7 trường hợp, xã Nhật Quang 6 trường hợp. Đã có 12 trên 14 xã thị trấn có các hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, trong đó có 10 hộ gia đình đã chủ động tháo dỡ hoàn toàn, trả lại diện tích đất nông nghiệp về hiện trạng ban đầu. Nhiều hộ xây dựng nhà kiên cố với diện tích lớn, nhưng khi được tuyên truyền vận động đã đi đầu tháo dỡ, như gia đình ông Vũ Minh Đức ở xã Đoàn Đào gần 70m², ông Bùi Đăng Khối ở xã Đoàn Đào hơn 65m², ông Nguyễn Văn Tuyền xã Nhật Quang gần 50m². Thời gian tới, huyện đẩy mạnh tuyên truyền vận động để các hộ vi phạm chủ động tháo dỡ công trình, nếu không đến giữa tháng 6 sẽ tiến hành cưỡng chế. Thực hiện dự án xây dựng nâng cấp và mở rộng tuyến đường Dương Hữu Miên, hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã tình nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình phục vụ thi công dự án. Dự án xây dựng nâng cấp và mở rộng đường tuyến Dương Hữu Miên có tổng chiều dài tuyến trên 1,5 km, điểm đầu giao với đường tỉnh DH378 tại ngã ba chợ Dầu thuộc địa phận thôn 2 và điểm cuối tại ngã ba thuộc địa phận thôn 3. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, toàn bộ hàng trăm hộ dân hai bên đường đều tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất ở, đồng thời chủ động chặt bỏ cây cối, hoa màu, tháo dỡ tường rào cùng với các công trình phụ trợ khác nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Một số hộ dân tiêu biểu trong phong trào như hộ ông Dương Văn Thỉnh, hộ ông Trần Đức Hinh, ông Dương Văn Khai, ông Dương Văn Bình, anh Trần Văn Hậu, v.v. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh ta, một số địa phương đã thực hiện đúng quy định trong chuyển đổi đất nông nghiệp, nhưng bên cạnh đó có nhiều địa phương đã để xảy ra tình trạng chuyển đổi sai mục đích. Trong đó, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang hiện có tới 807 hộ chuyển đổi sai mục đích đất nông nghiệp. Đây cũng là một trong những địa phương có nhiều vi phạm nhất huyện. Tổng diện tích đã được người dân chuyển đổi lên tới vài trăm hecta, hầu hết các diện tích này đều được các hộ dân đào rãnh, đắp luống để trồng cây ăn quả, trong đó diện tích trồng ổi là 150 hecta, 20 hecta trồng cây cảnh, cây công trình, còn lại khá nhiều hộ xây chuồng trại chăn nuôi gà lợn. Ông Lê Đức Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, các vi phạm này đều diễn ra từ những năm trước và trước khi chỉ thị 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực. Tuy xã cũng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng do các hộ làm trộm, làm đêm. Còn với các hộ dân thì cho rằng họ thực hiện theo chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện. Mặt khác, do những diện tích này nằm trong quy hoạch treo quá lâu gây khó khăn cho người dân trong việc đầu tư sản xuất. Chậm tiến độ dự án do giải phóng mặt bằng là nguyên nhân khiến người dân đi lại khó khăn và ngập nước mỗi khi mưa đang là vấn đề khiến người dân nơi đây bức xúc tại dự án chỉnh trang khu đô thị Văn Huế, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hảo. Đã bước sang năm thứ tư nhưng do giải phóng mặt bằng chậm nên nhà đầu tư vẫn chưa có 100% diện tích mặt bằng sạch để thi công hoàn thành dự án. Được biết, dự án được triển khai trên 6 tuyến đường và 7 điểm dân cư. Hiện huyện Mỹ Hào mới giải phóng mặt bằng 3 trên 6 tuyến đường và 3 trên 7 điểm dân cư. Theo đó, còn 55 hộ dân chưa bàn giao đất, trong đó còn 24 hộ cần bàn giao đất ở thuộc 6 tuyến đường và 31 hộ gia đình chưa bàn giao ở dự án điểm dân cư mới.
tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng còn lại là 1,2 ha. Nguy cơ khiến ngập lụt khi có mưa lớn tại đây là không tránh khỏi do hệ thống thoát nước cũ đã bị hư hỏng trong quá trình thi công dự án, trong khi đường thoát nước mới theo thiết kế chưa được hoàn thành. Để chủ động cho công tác phòng chống úng trên địa bàn huyện, ngoài việc nạo vét kênh mương nội đồng, doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang đã kịp thời tu sửa các trạm bơm tiêu trên địa bàn huyện. Khoái Châu hiện có 16 trạm bơm tiêu, trong đó có 15 trạm nội đồng, gồm 66 tổ máy bơm các loại với tổng công suất 118.000 m khối trên giờ. Để đảm bảo cho công tác chống úng trong mùa mưa bão, công ty khai thác công trình thủy lợi đã cho tu sửa 10 đầu máy, 5 ống bơm thay thế vòng bi, động cơ, tủ điện với tổng kinh phí 516 triệu đồng. Hiện tại, toàn bộ các công trình đầu mối và các công trình phụ trợ các trạm bơm trên địa bàn huyện Khoái Châu đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bơm tiêu úng khi ảnh hưởng của mưa bão. Mặc dù mới được thành lập từ cuối năm 2016 nhưng đến nay, Trung tâm Giống Nông nghiệp là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khảo nghiệm và sản xuất được nhiều giống lúa có tiềm năng năng suất, chất lượng. Vụ xuân năm nay, Trung tâm đã thực hiện dự án tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, trong đó khảo nghiệm 35 giống, duy trì sản xuất giống gốc nếp thơm Hưng Yên, cung ứng giống siêu nguyên chủng cho Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung ương và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, Trung tâm đã liên kết sản xuất với các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất giống lúa nguyên chủng. Dự kiến, Trung tâm sẽ cung ứng 50 tấn giống để phục vụ sản xuất vụ mùa 2017. Bên cạnh đó, ở vụ mùa năm nay, Trung tâm sẽ liên kết sản xuất với các hợp tác xã, tổ hợp tác 30 ha sản xuất lúa giống nguyên chủng, dự kiến thu trên 100 tấn giống phục vụ sản xuất vụ xuân 2018. Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là chủ trương lớn, góp phần tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cũng chính công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của nhân dân. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, chúng tôi sẽ đề cập về thực trạng ô nhiễm này. Tỉnh ta được đánh giá là một trong những tỉnh trên cả nước thu hút được nhiều dự án công nghiệp và địa bàn. Sự đa dạng về ngành nghề đã đáp ứng nhu cầu lớn về việc làm cho người dân địa phương. Thế nhưng hiện tại, một số khu công nghiệp đang bộc lộ nhiều mặt trái, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Ảnh hưởng nhiều nhất là gia đình nhà tôi. Chồng tôi là bị ung thư, ngửi cái mùi này chết rồi. Đấy, thế thứ hai là ở cái sông này là lúc lao mùi bốc lên và bẩn lắm. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng trên là do một số doanh nghiệp vì lợi nhuận mà xả thẳng nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường. Điển hình nhất là sông Bắc Hưng Hải, sông Bần Vũ Xá và sông Cầu Lường và hàng chục con kênh mương khác hiện đã biến thành dòng nước chết, bốc mùi hôi tanh khó chịu. Nguồn nước lúc nào cũng đặc quánh đen sì hoặc chuyển sang màu vàng, màu đỏ với những váng dày hoặc bọt khí cao hơn cả đầu người, khiến đời sống nhân dân bị đảo lộn, nhiều diện tích nhân dân bỏ hoang, không gieo cấy, gây bất bình trong nhân dân. Cùng với gánh chịu hậu quả nặng nề của công ty, thì những năm gần đây, nhiều địa phương đang bị ô nhiễm nặng do các làng nghề tiểu thủ công nghiệp gây nên. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh ta hiện có tổng số 59 làng nghề, trong đó có 54 làng nghề đang hoạt động với nhiều loại hình sản xuất, chế biến nông sản, tái chế phế liệu. Trong đó, gây ô nhiễm nặng nề nhất phải kể đến là làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, tái chế kim loại màu ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Làng nghề tái chế phế liệu thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào. Hiện tại, mức độ ô nhiễm trì khí thải trong đất nước luôn vượt ngưỡng cho phép. Theo phản ánh của nhân dân, sống ngay trong làng nghề nên hiện tại sức khỏe của nhân dân bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều làng nghề, người lớn và trẻ em đều bị nhiễm độc trì. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái đề án để nâng cao cái năng lực quan trắc môi trường trên mặt tỉnh. Chúng ta tập trung giải quyết tốt các cái điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh, như là làng nghề tái chế trì Chỉ Đạo, tái chế nhựa Minh Khai, các cái điểm rác thải tồn đọng, mà chúng ta phối hợp để giải quyết tốt các vấn đề môi trường mang tính liên kết tỉnh, như là giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của hệ thống Bắc Hải và các hệ thống sông trên bản tỉnh, và thực hiện cái quy hoạch các cái điểm tập kết rác thải theo phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
giữ gìn môi trường sống là bảo vệ lá phổi của chính mình và những người xung quanh. Để bảo vệ môi trường sống, bên cạnh việc mỗi người dân, mỗi làng nghề, mỗi doanh nghiệp phải tự nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, thì các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh ta cần vào cuộc và có biện pháp giải quyết triệt để, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 1443 và 1444 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phạt Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phương Đông là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giặt mài nhuộm các thành phẩm may mặc có trụ sở tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào 305 triệu đồng do xả thải gây ô nhiễm môi trường. Xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn AOCC Việt Nam chuyên sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu giặt mài ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ số tiền 106 triệu đồng do không tuân thủ các quy định về môi trường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, những ngày qua, Đoàn Thanh niên Công ty Môi trường và Công trình Đô thị thành phố Hưng Yên đã huy động toàn bộ lực lượng dọn dẹp, vệ sinh nhiều tuyến đường nhằm kêu gọi ý thức giữ gìn vệ sinh của toàn dân, góp phần bảo vệ môi trường. Những ngày qua, mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài, Đoàn Thanh niên Công ty Môi trường và Công trình Đô thị thành phố Hưng Yên đã huy động trên 70 thanh niên tự nguyện tham gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn bằng việc phát quang cỏ dại, dùng xe ép rác dọn và dùng xe tới rửa toàn bộ tuyến đường Nguyễn Lương Bằng kéo dài. Bên cạnh các hoạt động thường niên góp phần bảo vệ môi trường như trên, vào các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của tỉnh và của thành phố, Đoàn Thanh niên Công ty đã tự nguyện khơi thông hệ thống thoát nước, chăm sóc và cắt tỉa cây xanh. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm gắn bó với công việc nuôi dạy trẻ ở trường mầm non Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh luôn hết lòng với công việc, yêu nghề mến trẻ, có lối sống hòa đồng giản dị nên rất được đồng nghiệp, phụ huynh và trẻ yêu mến. Đến với nghề giáo viên mầm non, xuất phát từ niềm đam mê, hơn ai hết cô Minh hiểu công việc nuôi dạy trẻ rất khó khăn, vất vả và chất lượng học tập của các bé bắt đầu từ chất lượng giáo viên. Chính vì vậy, cô luôn nỗ lực trong công việc, thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng, chú trọng từng câu chữ, hình ảnh, từng bài hát, biến mỗi giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn và dễ hiểu, dễ nhớ. Từ khi bắt đầu bước vào ngành mầm non thì thực sự là cũng rất vất vả. Biến cái thanh quản từ một người tiếng rất trong trở thành bây giờ khàn khàn như này. Thế nhưng mà vì tình yêu nghề, thực sự là rất yêu nghề. Nhiều khi nghỉ ở nhà chỉ khoảng một ngày thôi, nhưng mà nhớ lắm, không chịu được. Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cô Minh đã tự tay làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ và vận động phụ huynh biến môi trường chật hẹp của nhà trường trở nên khang trang, tạo điều kiện cho các con tham gia các hoạt động tự trải nghiệm, tự khám phá. Nhờ đó, lớp do cô phụ trách luôn duy trì sĩ số đạt 100%, tỷ lệ trẻ lên cân tăng đều hàng quý. Tất cả trẻ đến lớp đều thích tham gia các hoạt động của lớp, phát huy được tính năng động, tự lập và tư duy sáng tạo. Thì tôi nhận thấy rằng là cô Minh là một cô giáo rất là năng động và sáng tạo. Con thứ hai nhà tôi thì cháu rất là nhát. Thế nhưng mà khi được học cô Minh thì về nhà cháu rất hay kể chuyện ở lớp và kể chuyện rồi đọc những cái bài thơ, bài hát của cô giáo. Với những cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân trong nhiều năm qua, cô Minh luôn được bình bầu là lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt trong năm học vừa qua, cô giáo Minh đã được công nhận giáo viên dạy giỏi và giành giải nhất hội thi Cô giáo Tài năng Duyên dáng cấp thành phố. Hội cựu thanh niên xung phong của C723 đội 39 ban 67 của ba huyện Kim Thành, Văn Lâm và Yên Mỹ, tỉnh Hải Hưng vừa tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lực lượng thanh niên xung phong của đại đội 723, đội 39, ban 67 Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 2 tháng 6 năm 1972, 112 thanh niên nam nữ của ba huyện Kim Thành, Văn Lâm và Yên Mỹ, tỉnh Hải Hưng lên đường chi viện cho chiến trường Việt Nam. Với nhiệm vụ là bảo dưỡng đường, ứng cứu xe và mở đường, trong những năm tháng kháng chiến, đại đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cung đường như cung đường 16A, 16C và sang nước bạn Lào. Sau 3 năm hoàn thành nhiệm vụ, 112 thanh niên xung phong của đại đội 723 trở về quê hương, đến nay 100% đã được hưởng trợ cấp một lần. Tối ngày 4 tháng 6, Công ty Cổ phần Tiên Hưng đã tổ chức buổi giao lưu văn nghệ giữa cán bộ và nhân viên người lao động với đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Tiên Lữ.
Đêm giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi với 15 tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch, ngợi ca quê hương tiên nữ anh hùng, niềm tự hào về nghề may, những khúc ca rộn ràng, ca ngợi tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, ngợi ca người lao động Việt Nam, diễn viên là cán bộ công nhân của công ty cổ phần Tiên Hưng và Vũ đoàn Sài Gòn tham gia biểu diễn. Qua chương trình, cán bộ công nhân viên và người lao động của công ty được ôn lại truyền thống hào hùng của quê hương, niềm tự hào nghề dệt may, tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo phong trào hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lao động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, để xem lại các chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, mời quý khán giả truy cập vào trang web có địa chỉ hungyentv.vn. Trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hưng Yên nhiều điểm tái lấn chiếm hành lang giao thông. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tái định cư để dân vùng có nguy cơ sạt lở ở xã Bình Minh vào sinh sống. Hợp tác xã kiểu mới hướng phát triển nông nghiệp bền vững của người nông dân xã Tống Chân, huyện Phù Cử. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.